Trong quá trình tìm kiếm đường vòng để tránh một vụ tai nạn gây ách tắc trên đại lộ Pena, con đường dẫn đến sân bay quốc tế Denver, khoảng 100 tài xế đã mở điện thoại tìm đường vòng bằng ứng dụng bản đồ của Google với mong muốn tìm được một hướng đi hợp lý hơn. Google đã chỉ cho chúng tôi một quãng đường tiết kiệm được nửa thời gian. Chồng của cô Connie đang đợi cô tại sân bay và mong muốn duy nhất của cô là tới được đó một cách nhanh chóng nhất. Theo Google Maps, cô đã đi vào đường tắt số 17. Tất cả bỗng kỳ lạ khi con đường càng đi thì càng biến thành những đoạn đường bùn lầy lội. Thế nhưng tôi thấy phía trước mình cũng có rất nhiều chiếc xe khác đang tiếp tục di chuyển chậm và tôi nghĩ có thể đây vẫn là đường đúng. Tuy nhiên công nghệ không phải luôn luôn chính xác. Sau khi các xe đã bị kẹt cứng trên một con đường đất giữa đồng trống, con đường tắt trên hóa ra là một cánh đồng bùn lầy do mưa đã diễn ra trong suốt cuối tuần qua tại khu vực này. Hàng trăm chiếc xe đã mắc kẹt trên con đường đó và điều tồi tệ nhất là không có đường để quay lại khi lượng xe mắc kẹt càng lúc càng đông. Không phải là tình huống giờ khóc giờ cười đầu tiên được gây ra bởi Google Maps và theo ý kiến của các chuyên gia, các tài xế cần tỉnh táo hơn khi tham gia giao thông. Trong thời đại công nghệ phát triển, ngày càng nhiều người dựa hoàn toàn vào Google Maps. Đây là một ứng dụng thông minh, nhưng nó cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo. Bạn phải dựa vào trực giác của mình khi lái xe. Google cho biết họ luôn nỗ lực để cung cấp hướng dẫn tốt nhất, nhưng rắc rối có thể xuất hiện vì các tình huống không thể đoán trước, ví dụ như thời tiết.